Dự án Private Upside còn là dự án có vị trí đắc địa, nằm tại khu tứ giác Bến Thành, có bốn mặt tiền là Phạm Ngũ Lão, Phó Đức Chính, Lê Thị Hồng Gấm, Can Mét thuộc trung tâm quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng, điểm nhấn kiến trúc mới của thành phố Hồ Chí Minh. Dự án gồm hai tòa tháp đối diện nối với nhau bằng khối đế. Tháp Tây cao 55 tầng 240m, gồm văn phòng cho thuê, khách sạn 6 sao. Tháp Đông cao 48 tầng, gồm căn hộ, khu khách sạn thông qua kết nối phần đế và tầng hầm. The Spirit of Saigon project is a prime location in the Ben Thanh quadrilateral area, with four fronts including Pham Ngu Lao, Pho Duc Chinh, Lật Phi Hong Gam and Cao Met in the heart of District 1, Ho Chi Minh City. HCM. The project is expected to become a symbol, a new architectural highlight of the city. HCM. The project consists of two opposite towers connected by a podium. West Tower is 55 floors 240m, including offices for rent and 6-star hotels. East Tower is 48 floors high, including apartments and hotels through connecting the base and the basement. Tháng 4 năm 2013, khi quận 1 thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận đầu tư dự án thì nơi này chưa có quỹ đất sạch. Dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất nên quận 1 thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng. Bi tách của ứng tiền chi trả bồi thường và được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp. Tháng 5 năm 2016, thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định phê duyệt giá đất của dự án là 1.443 tỷ đồng. Chi phí bồi thường hỗ trợ tại dự án khu tứ giác hơn 1.268 tỷ đồng. Quận 1 dùng kinh phí của Vitexco để thực hiện. Đến tháng 7 năm 2018, Vitexco ký hợp đồng góp vốn với công ty trách nhiệm hữu hạn Saigon Glory với tài sản góp vốn được định giá là 7.000 tỷ đồng, gồm giá trị quyền sử dụng đất là 4.200 tỷ đồng và tài sản của dự án là 2.800 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Saigon Glory chính là công ty con của tập đoàn Vitexco, do Vitexco nắm 100% vốn sở hữu. In April 2013, when District 1 HCMC approved the project, this place did not have a clean land fund. The project belongs to the case of land acquisition by the state, so District 1 will conduct site clearance compensation. Vitexco advances compensation payments and is deducted from the payable land use fee. May 2016, TP. Ho Chi Minh City issued a decision approving the project's land price of VND 1,443 billion. The cost of compensation and support at the quadrilateral project is over VND 1,268 billion. District 1 uses Vitexco's funding to implement. In July 2018, Vitexco signed a capital contribution contract with Saigon Glory Company, Limited with a capital contribution of VND 7,000 billion including the value of land use right of VND 4,200 billion and the project asset of 2,800 billion dong. Saigon Glory Company, Limited is a subsidiary of Vitexco Group, 100 owned by Vitexco. Là dự án căn hộ cao cấp cuối cùng của quỹ đất quận 1, với quy mô 8.600m2 do tập đoàn Vitexco làm chủ đầu tư. Dự án Spirit of Saigon tọa lạc tại địa chỉ số 1 Phạm Ngũ Lão, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu phức hợp cao cấp bao gồm đa dạng các loại hình căn hộ, siêu căn hộ, trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn 6 sao ngay lõi trung tâm thành phố Sài Gòn. Is the last luxury apartment project of District 1 land bank with a scale of 8,600m2 invested by Vitexco Group. Spirit of Saigon project is located at number 1 Pham Ngu Lao, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, TP. Ho Chi Minh. This is a high-class complex including a variety of apartments, super apartments, commercial centers, offices and 6-star hotels right in the heart of Saigon city center. Spirit of Saigon gồm hai tòa tháp được nối với nhau bằng khối đế, có quy mô 6 tầng hầm và 48 đến 55 tầng cao, bao gồm các tầng văn phòng cho thuê, khách sạn và căn hộ cao cấp. Sau khi hoàn thành phần hầm của dự án đáp ứng những chuẩn mực cao nhất về chất lượng,
District of Saigon gồm hai tòa tháp được nối với nhau bằng khối đế, có quy mô 6 tầng hầm và 48 đến 55 tầng cao, bao gồm các tầng văn phòng cho thuê, khách sạn và căn hộ cao cấp. Sau khi hoàn thành phần hầm của dự án đáp ứng những chuẩn mực cao nhất về chất lượng, Cortecans tiếp tục được chủ đầu tư tin tưởng giao đảm nhận vai trò tổng thầu thi công 10 tầng khối đế của dự án. Spirit of Saigon consists of two towers connected by a podium, with a scale of 6 basements and 48-55 floors, including office floors for rent, hotels and luxury apartments. After completing the tunnel section of the project to meet the highest standards of quality, Cortecans continues to be entrusted by the investor to assume the role of general contractor of 10 podium floors of the project. Accordingly, Cortecans will complete construction items and hand over to the investor within 10 months. Theo đó, Cortecans sẽ hoàn thành các hạng mục thi công và bàn giao cho chủ đầu tư trong vòng 10 tháng. Với kiến trúc độc đáo, kết hợp nét hiện đại và tính truyền thống với hai tòa tháp mang dáng dấp biểu tượng rồng của dân tộc Việt Nam, dự án Spirit of Saigon là công trình mang tính biểu tượng tiếp theo của thành phố, bên cạnh những công trình tiêu biểu khác trên khắp mọi miền đất nước. With a unique architecture, combining modern and traditional features with two towers bearing the symbol of dragon of the Vietnamese nation, the Spirit of Saigon project is the next symbolic building of the city, besides other typical projects across the country.